sinh vật đầu tiên của vũ trụ được gọi là Celestials, những người khổng lồ sáu mắt. Họ đã tạo ra mặt trời để mang ánh sáng đến vũ trụ, cuộc sống bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Cho đến một ngày những người Deviant xuất hiện. Họ sống bằng cách ăn những sinh vật thông minh, làm cho vũ trụ tạm thời rơi vào hỗn loạn. Để khôi phục trật tự tự nhiên, Celestials đã gửi Eternal đến trái đất để tiêu diệt Deviant. Họ là một nhóm siêu anh hùng bất tử, mỗi thành viên đều có khả năng đặc biệt. Đầu tiên là Ajax, cô là người truyền đạt thông điệp từ Celestials và có khả năng chữa lành. Tiếp theo là chiến binh mạnh nhất Icarus. Anh ta có khả năng bay và đôi mắt có thể phóng tia laser, không khác gì Superman của DC. Makkari, nữ hoàng tốc độ, có tốc độ nhanh như Flash. Nữ chiến binh Thena, cô có thể tạo ra bất kỳ loại vũ khí nào mà cô muốn. Gilgamesh có thể coi là chiến binh vật lý mạnh nhất trên mặt đất. Kingo, người Ấn Độ có khẩu súng năng lượng và điều khiển quang học. Sau đó là nhóm pháp sư và trợ thủ của họ. Sprite là pháp sư nhỏ tuổi với khả năng làm giả mọi thứ. Cersei là nữ chính có thể thay đổi hình thái vật chất. Rui có thể điều khiển ý thức. Cuối cùng là Fastos, chàng trợ thủ đắc lực có thể tạo ra nhiều loại vũ khí công nghệ cao. DC đã mất 10 năm để giới thiệu Justice League. Nhưng Marvel chỉ trong một bộ phim đã làm được điều đó. Sau khi 10 Eternal đặt chân lên trái đất, họ bắt đầu một cuộc chiến kéo dài hàng nghìn năm chống lại Deviant. Trong quá trình này, họ không chỉ bảo vệ loài người khỏi sự xâm lược, mà còn truyền đạt công nghệ và văn minh cho loài người. Đồng thời, giữa những Eternal cũng có những mối quan hệ sâu sắc. Gilgamesh và Thena trở thành đối tác hoàn hảo nhất. Cersei và Icarus cũng rơi vào tình yêu. Tuy nhiên, giữa đội trưởng Ajax và Celestials sáu mắt có vẻ như có một bí mật mà không ai biết. Màn hình chuyển sang thời hiện đại. Nữ chính Cersei và Icarus đã ly dị. Hiện tại cô là một nhà khoa học ở bảo tàng. Bạn trai mới của cô Dan là một giáo sư. Pháp sư nhỏ tuổi Sprite sống cùng Cersei trong một căn hộ cho thuê ở New York trong nhiều năm. Nhưng vẻ ngoài của cô vẫn giữ ở tuổi thiếu niên. Từ cuộc trò chuyện của họ có thể thấy các Eternal đều có cuộc sống của riêng mình. Đêm hôm đó họ đột nhiên bị tấn công bởi những sinh vật mà họ không gặp trong hàng nghìn năm. Deviant, Cersei và Sprite không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng siêu năng lực của mình. Nhưng hai pháp sư hỗ trợ này không thể gây ra tổn thất cho nó. Trong lúc nguy hiểm, Icarus xuất hiện kịp thời. Họ không kịp ôn lại chuyện cũ thì Deviant lại tấn công một lần nữa. Trong lúc nguy cấp, Cersei kích hoạt sức mạnh của mình khiến chiếc xe buýt tan thành mây khói. Icarus lại phóng tia laser về phía Deviant nhưng không ngờ nó có khả năng tự chữa lành. Cuối cùng, họ phải dốc hết sức mới có thể đẩy nó xuống sông. Khi quay về, mọi người cùng thảo luận về sự xuất hiện của Deviant. Theo lý thuyết, Deviant đã bị tiêu diệt từ thế kỷ thứ 5. Nhưng giờ đây chúng lại bất ngờ xuất hiện, thậm chí còn có khả năng tự chữa lành. Điều kỳ lạ nhất là bây giờ chúng không tấn công loài người nữa mà chỉ tập trung vào Eternal. Hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Icarus đề nghị tập hợp các Eternal để tiêu diệt nó. Ngay ngày hôm sau, cả ba người đã lái xe đến Nam Dakota. Đầu tiên họ tìm đến đội trưởng Ajax để chỉ huy toàn đội. Nhưng khi đến nơi Ajax đang ở, họ chỉ tìm thấy một cơ thể lạnh lẽo. Chắc chắn rằng đội trưởng đã gặp phải Deviant và bị chúng đánh cắp siêu năng lực. Chẳng trách khi Deviant xuất hiện vào đêm qua lại sở hữu khả năng chữa lành. Lúc này, xác Ajax xuất hiện một quả cầu năng lượng. Nó bay thẳng vào cơ thể của Cersei cho phép cô kế thừa khả năng giao tiếp với các vị thần. Thần chỉ nói với Cersei rằng đã đến lúc rồi và khiến cô trở lại thực tại. Cersei cũng không biết thời gian mà thần nói đến là gì. Nhìn cơ thể của đội trưởng, Icarus nhớ về Eternal trước khi họ chia tay. Năm 1521, họ đang tiến hành cuộc vây hãm cuối cùng chống lại Deviant. Không ngờ rằng vào lúc này loài người lại nổ ra nội chiến. Kingo muốn sử dụng siêu năng lực để chấm dứt cuộc bạo loạn nhưng lại bị đội trưởng ngăn chặn. Sứ mệnh của Eternal trên trái đất chỉ là loại bỏ Deviant. Họ không được phép can thiệp vào số phận và quyết định của loài người. Ngay sau đó, nữ chiến binh Thena đột nhiên mất lý trí, cô lao vào tấn công đồng đội. Năng lực chữa lành của đội trưởng đối với cô hoàn toàn vô hiệu. Nhìn thấy đồng đội liên tục bị Thena tấn công, Gilgamesh không có lựa chọn nào khác ngoài việc dùng một cú đấm đánh cô bất tỉnh. Khi Thena tỉnh lại, cô không nhớ về những gì mình đã làm. Đội trưởng nói với cô rằng đây là dấu hiệu của bệnh Eternal. Ý thức của cô đang dần sụp đổ do áp lực của ký ức. Nói một cách đơn giản, bộ nhớ trong đầu cô không đủ. Và cách duy nhất để giải quyết là khởi động lại bộ não. Nhưng nếu làm như vậy, Thena sẽ mất đi tất cả kỷ niệm về mọi người. Cô ấy không muốn từ bỏ những kỷ niệm quý giá này. Lúc này, Rui hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa. Anh không thể đứng nhìn loài người tự giết lẫn nhau mà không can thiệp. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh ta cho rằng đội trưởng đã đi ngược lại mục tiêu ban đầu là tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Dù bất chấp sự ngăn cản của mọi người, Rui đã kiểm soát toàn bộ loài người trên chiến trường, cũng như dẫn dắt họ ra khỏi cuộc chiến này. Dù sao Deviant đã bị tiêu diệt, Rui cũng không muốn ở lại nữa. Sau khi thảo luận xong, mọi người quyết định sẽ sống độc lập. Gilgamesh phụ trách chăm sóc Thena, còn những người khác thì tự lo cho mình. Thời gian trở về hiện tại. Sau khi tách ra, Kingo đã gia nhập vào làng giải trí trở thành một ngôi sao điện ảnh Bollywood. Ba người tìm đến anh để thông báo cho anh về cái chết của đội trưởng và sự xuất hiện trở lại của Deviant.
Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, anh ta cũng không thể từ chối việc trở lại đội. Tiếp theo, mọi người đến Úc gặp Gilgamesh và Athena. Nghe tin đội trưởng đã qua đời, trong lòng Gilgamesh và Athena cũng có những cảm xúc lẫn lộn. Nhưng dù mất đi đội trưởng, họ cũng phải đoàn kết. Cho dù trước đây đã xảy ra chuyện gì, điều cần làm ngay bây giờ là tiêu diệt Deviant. Về Athena, cô ấy vẫn thỉnh thoảng mất kiểm soát. Sau nhiều năm chưa gặp, các đồng đội cũ cuối cùng cũng có dịp tụ họp. Tiếp theo là thói quen của Marvel để tăng thêm một chút hài hước. Gilgamesh nói rằng những gì bạn đang uống là rượu mà Odin đã dạy anh làm. Nghe đến Odin, Icarus nói rằng khi còn nhỏ vị thần sấm Thor còn là cái đuôi của anh. Sau đó khi trở thành Avenger nổi tiếng, anh ta thậm chí còn không nghe điện thoại nữa. Lúc ăn còn nói về việc đội trưởng đã đi rồi, sau này ai sẽ lãnh đạo họ. Dù sao chỉ cần bọn họ hợp sức lại là được. Cersei nghe thế liền không vui và bỏ đi. Anh ấy muốn nói chuyện với thần một lần nữa. Nhưng anh không biết làm thế nào để liên lạc với thần. Dưới sự hướng dẫn của Gilgamesh, Cersei lặng lẽ ngồi xuống và bắt đầu cầu nguyện. Rất nhanh, quả cầu sáng trong cơ thể cô ấy đã phản ứng. Cersei đã thành công trong việc gặp lại thần. Nhưng lần này, thần đã tiết lộ một bí mật khác. Hóa ra, thần gửi Eternal đến trái đất không phải để bảo vệ loài người, mà là vì cứ sau 10 tỷ năm họ cần một vị thần mới. Vì vậy, họ sẽ gieo một hạt giống trên mỗi hành tinh. Càng nhiều sinh vật thông minh trên hành tinh, hạt giống sẽ càng phát triển nhanh hơn. Khi số lượng đạt đến một mức nhất định, một thần mới sẽ sinh ra từ hành tinh này. Và tất cả sinh vật thông minh sống trên đó sẽ bị tiêu diệt. Vị thần mới xuất hiện sẽ tiếp tục tạo ra các hành tinh và gieo hạt giống xuống nó. Vũ trụ hoạt động theo cách này, lặp lại không ngừng nghỉ. Và Deviant cũng do thần tạo ra. Ban đầu, chúng được tạo ra để tiêu diệt những kẻ săn mồi bất ngờ xuất hiện. Nhưng không ngờ rằng chúng lại tiến hóa và dần dần mất kiểm soát, bắt đầu tiêu diệt loài người. Nếu tiếp tục như vậy, hạt giống của thần sẽ không thể nở. Vì vậy, thần đã tạo ra Eternal để họ tiêu diệt Deviant. Eternal không phải là thần mà là người nhân tạo. Thân thể của họ có thể bị hủy diệt, nhưng linh hồn của họ là vĩnh hằng. Mỗi khi một hành tinh bị hủy diệt, thần sẽ thu hồi linh hồn của Eternal. Sau đó, họ sẽ thay thế thân thể mới cho họ và gửi họ đến một hành tinh mới để tiếp tục nhiệm vụ. Trong số tất cả mọi người, chỉ có đội trưởng Ajax có trí nhớ đầy đủ. Đây là bí mật mà cô ấy đã giấu các đồng đội của mình. Và bệnh lưỡi quỷ của Athena thực ra cũng chỉ là ký ức từ quá khứ bị lỗi. Đó là lý do tại sao cô ấy thường xuyên mất kiểm soát. Sau khi Cersei biết tất cả những điều này, thế giới quan của cô đã bị phá vỡ. Thần không cho cô cơ hội lên tiếng mà chỉ dặn cô ấy làm tốt chuyện của mình. Nhưng Cersei đã sống trên trái đất này rất lâu, đã có tình yêu sâu sắc đối với nơi này. Cô ấy trở về và nói sự thật cho mọi người và bắt đầu thảo luận về việc có nên ngăn chặn các vị thần không. Kết quả là không thể thống nhất ý kiến. Icarus cho rằng vẫn nên tìm đủ các đồng đội khác trước khi quyết định. Ở rừng mưa Amazon, họ đã tìm thấy Druid ẩn giật ở đây. Đêm đó, Deviant lại tấn công một lần nữa. Icarus đã bị bắt ngay tại hiện trường. Và lần này không chỉ có một con nến. Eternal chỉ có thể chia công việc và hợp tác. Kingo chịu trách nhiệm bảo vệ. Cersei và Pháp Sư nhỏ thì chịu trách nhiệm di tản cư dân gần đó. Icarus bị kéo vào rừng vừa tiêu diệt một con Deviant lại bị con khác tấn công. May mắn là Gilgamesh và Athena đã kịp tới cứu. Nhưng lại vào lúc quan trọng nhất, Athena lại mất kiểm soát. Cersei nhìn thấy và muốn giúp cô. Nhưng không may bị Deviant đẩy vào bể nước. Trong tình trạng khẩn cấp, cô ấy nhấn đầu của Deviant vô tình mở khóa kỹ năng mới. Cersei thậm chí đã biến Deviant thành cây cổ thụ. Cô ấy không biết từ lúc nào mình đã mạnh như vậy. Mặt khác, Gilgamesh vì bảo vệ Athena không may bị Deviant bắt. Sau khi hút hết năng lượng của anh, Deviant đã hoàn thành bước tiến hóa tiếp theo. Chúng không chỉ sở hữu sức mạnh của Gilgamesh mà còn có thể nói. Khi Icarus và đồng đội tới, Deviant nhanh chóng trốn khỏi nơi này. Mọi người tổ chức tang lễ cho Gilgamesh, rồi bắt đầu tìm kiếm Phastos, người chịu trách nhiệm về công nghệ. Phastos hiện tại đã lập gia đình. Vì muốn gia đình có cuộc sống hạnh phúc, anh sẵn lòng giúp đỡ họ. Mọi người đã tập trung đầy đủ, bước tiếp theo là tìm kiếm con tàu mà họ đã đến trái đất. Phastos xoa xoa một miếng vàng trong tay, ngay sau đó mặt đất bắt đầu sụp đổ. Một con tàu vũ trụ công nghệ cao bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi bước vào bên trong tàu vũ trụ, họ phát hiện ra rằng nữ siêu anh hùng Makari đang ngồi một mình trên ngai vàng đọc sách. Phastos đã tạo ra một chiếc vòng năng lượng cho mọi người. Nó có thể tập hợp năng lượng của 8 người. Khi năng lượng được tập hợp thành một, họ có thể ngăn chặn sự ra đời của vị thần. Nhưng điều mà họ không biết là trong đội của họ đã xuất hiện một kẻ phản bội. Đó chính là Icarus. Anh ấy và đội trưởng Ajax đã biết về bí mật của vị thần từ rất lâu. 6 ngày trước, anh đã gặp mặt với đội trưởng. Lúc đó, đội trưởng đã chuẩn bị tập hợp mọi người để tiết lộ sự thật. Cô tin rằng nếu 10 Eternal hợp sức, họ có thể ngăn chặn vị thần. Suốt ngàn năm qua, cô đã giúp vị thần hủy diệt hàng loạt hành tinh. Nhưng giờ đây cô lại có cảm tình với trái đất, cô muốn phản bội vị thần và sống ở đây. Ngoài ra, họ cũng đã thảo luận về việc của Thanos. Hành động của Thanos tiêu diệt một nửa dân số vũ trụ và làm trì hoãn sự ra đời của vị thần trên các hành tinh, cũng đã gián tiếp cứu sống loài người.
nhưng sau đó, tất cả đã được phục hồi bởi một cái búng tay của Avenger. Rõ ràng, hành động của Thanos mới là tình yêu thực sự. Icarus là một người trung thành với vị thần. Tất nhiên anh ấy sẽ không để chuyện phản bội xảy ra. Vì thế anh ta dẫn Ajax vào xào huyệt của Deviant, khiến cô chết thảm trong miệng của chúng. Sau đó, anh ta đã mang xác của đội trưởng trở về nơi cô ở. Điều này đã mở ra câu chuyện tiếp theo. Mặt khác, Cersei cảm giác được vị thần mới sắp ra đời. Họ phải tìm thấy nơi xuất hiện của vị thần ngay lập tức. Nhờ việc xác định vị trí siêu nhanh của Makari, cuối cùng họ đã tìm ra vị trí ở một ngọn núi lửa. Thấy thời cơ đã đến, Icarus không giả vờ nữa, anh ta đã phơi bày bộ mặt thật của mình. Một tia laser từ mắt đã phá hủy vòng tay mà Fastos tạo ra, hoàn toàn đánh bại mọi người. Các người không thể đánh bại tôi. Nếu cần thiết, tôi sẽ giết hết các người. Khi rời đi, chỉ có phù thủy nhỏ sẵn lòng theo anh. Kingo của không muốn tách rời Icarus, cũng không muốn phản bội vị thần. Vì vậy anh ta đã chọn rời đội. Cuối cùng, bọn họ đều đi con đường riêng của mình. Nhưng Cersei, Fastos và những người khác không từ bỏ việc ngăn chặn sự xuất hiện của vị thần. Fastos phát hiện ra rằng quả cầu trong cơ thể của Cersei chứa năng lượng mạnh mẽ. Vì vậy, anh ta đã lấy nó ra và tạo ra một cái vòng mới. Sau khi làm xong tất cả những điều này, 5 người bắt đầu hành động riêng. Thena và Fastos chịu trách nhiệm ngăn chặn Icarus. 3 người còn lại chịu trách nhiệm ngăn chặn vị thần xuất hiện từ núi lửa. Tuy nhiên, nữ chiến binh vẫn không thể đánh bại Icarus. Chỉ sau một vài hiệp đã bị hắn đẩy vào tường. Nhưng cô ấy lại mỉm cười. Khi thấy năng lượng đang thoát ra, Icarus mới nhận ra rằng mình đã bị lừa. Khi bay ra ngoài, anh ta phát hiện ra núi lửa đã có dấu hiệu tắt. Icarus tức giận, đã đẩy Sprite vào lòng đất. Tiếp theo là phóng ra một tia laser phá hủy tàu vũ trụ. Tàu vũ trụ mất động lực đi thẳng xuống mặt đất. May mắn thay, Makari đã kịp cứu đồng đội. Sau đó cô tức giận xông vào đánh nhau với Icarus. Ngay lúc đó, núi lửa bắt đầu phun trào. Cersei quyết định tự mình tiếp cận để ngăn chặn nó. Những người khác chịu trách nhiệm ngăn chặn Icarus. Khi thời cơ đã đến, chúa tể của Deviant, người đã luôn lẩn trốn từ lâu, bắt đầu tấn công bất ngờ. Fastos đã dùng súng xung kích vào ngọn núi, tạo ra cơ hội cho Thena báo thù cho Gilgamesh. Nhưng ngay khi vào hang núi, chúa tể Deviant đã giả giọng của Gilgamesh để lừa Thena. Thấy Thena sắp bị hút năng lượng, nữ chiến binh đột nhiên thức tỉnh và phanh thây Deviant. Mặt khác, nhờ có thiết bị mới của Fastos, Icarus tạm thời bị mắc kẹt ở mặt đất. Nhưng giữa chừng, Cersei lại thấy người đội trưởng đã chết. Kết quả giây tiếp theo, Cersei không thể tưởng tượng được rằng người bạn thân ngàn năm sẽ tấn công mình. Lý do mà pháp sư nhỏ làm như vậy rất đơn giản, đó là vì ghen tức và đố kỵ. Tiếp theo, cô ấy sử dụng ảo ảnh để tạo ra 10 núi lửa để làm rối tầm nhìn của Cersei. Vào thời khắc quan trọng, Rui đánh pháp sư nhỏ bằng một viên gạch, thành công giải trừ ảo ảnh. Lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Nhất thời, núi lửa sụp đổ, mặt đất nứt ra, biển cạn chảy. Cái đầu khổng lồ của thần Tiêm Mút và Unimind đang dần hiện ra. Cersei tập trung tất cả năng lượng vào mặt đất, cố gắng đóng băng cơ thể khổng lồ của thần. Đúng lúc này, Icarus đã thoát khỏi sự ràng buộc của Fastos và bay đến phía trước Cersei. Nhìn thấy người tình của mình từ thời xa xưa, trái tim anh tan chảy. Anh không những không giết cô ấy. Ngược lại, anh đã giúp mọi người cùng ngăn chặn sự xuất hiện của vị thần. Vì vậy, vị thần vừa xuất hiện một chút đã bị đóng băng. Icarus rơi vào tình trạng khó xử, anh không thể lựa chọn giữa tín ngưỡng và tình cảm. Cuối cùng, anh lao vào mặt trời và chọn cách chết để giải thoát. Cuối phim, Cersei đã sử dụng năng lượng còn lại để biến pháp sư nhỏ thành người bình thường, hoàn thành ước muốn trở thành người lớn của cô, nhưng phải trả bằng năng lực bất tử của mình. Fastos trở về nhà và sửa chữa tàu vũ trụ. 3 người Makari, Rui và Thena đã lên tàu để tìm kiếm dòng dõi vĩnh cửu trên các hành tinh khác. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, bầu trời đột nhiên bị mây đen bao phủ. Vị thần sáu mắt xuống trần gian, bắt Cersei, Fastos và Kingo để đưa về xét xử. Phim kết thúc ở đây. Nhưng câu chuyện về dòng dõi vĩnh cửu vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo là thời gian cho phần phụ. Trên đường tìm kiếm dòng dõi vĩnh cửu ở không gian vũ trụ, đột nhiên có hai người lạ mặt đột nhiên xâm nhập vào tàu của họ. Một người là chú lùn tóc đỏ với tai nhọn có khả năng truyền âm thanh đi xa. Trong truyện tranh, anh ta là đồng đội của pháp sư. Người kia cũng không kém phần quan trọng, đó là Star Fox Eros, anh trai của thân ô. Còn được biết đến biệt danh kỵ sĩ bóng đêm. Từ trang phục, chúng ta có thể thấy anh ấy cũng là một thành viên của dòng dõi vĩnh cửu. Anh ấy cũng rút ra quả cầu năng lượng của Cersei và nói, người bạn của các bạn gặp rắc rối lớn. Chúng tôi biết phải đi đâu để tìm họ. Tiếp theo là phần phụ thứ hai. Bạn trai của Cersei, Dane, đã mở hòm bảo vật được gia đình truyền lại. Anh ta không hiện diện trong toàn bộ bộ phim, thực ra cũng là một anh hùng. Kỵ sĩ áo đen, Dane Whitman, ông đã sẵn sàng chưa?